bạn yêu thiên nhiên, nhưng lại ngại nắng. Bạn thích chụp hình, nhưng lại không hài lòng với làn da của mình. Dù đã cố gắng chăm sóc da bằng vô số các loại mỹ phẩm khác nhau, nhưng bạn vẫn chưa hài lòng vì làn da còn nhiều khuyết điểm. Đừng vội nản lòng, hãy thử ngay bộ sản phẩm đặc biệt GrowCeuticals sẽ giúp xóa tan mọi nỗi lo về da của Oriflame đi nào. Siêu hoạt chất Retinol Power Drops giúp làm mờ nếp nhăn và cải thiện kết cấu da rạng rỡ. Giải pháp tẩy tế bào chết 6% AHA hỗ trợ tái tạo bề mặt da, mang đến cho bạn một làn da mịn màng. Giải pháp cung cấp vitamin C 10% trả lại cho bạn một làn da tươi sáng và đồng đều màu. Bộ ống cung cấp peptide tích hiệp tăng cường độ săn chắc và căng mịn của da. Mặt nạ sinh học niacinamide và sica cải thiện tức thì tình trạng xỉn màu cho làn da khỏe mạnh ngay sau khi sử dụng. Từ nay bạn không còn lo lắng về làn da chưa hoàn hảo nữa vì đã có bộ sản phẩm Novae GrowCeuticals đến từ Oriflame. Novae GrowCeuticals như được chăm sóc bởi bàn tay chuyên gia.